Tôi có một đội nhân sự toàn cầu để phiên âm các lệnh thoại thu thập được từ người dùng để giúp cải thiện khả năng nhận dạng ngôn ngữ và phản hồi của Alexa. Ít nhất là Amazon đã chịu thừa nhận như vậy, kèm theo khẳng định đội ngũ này không có quyền truy cập trực tiếp để xác định danh tính người dùng. Dù thế, tiết lộ này một lần nữa giúp xác nhận mối hoài nghi là giờ đây ngay cả lời nói của bạn cũng có thể bị thu thập và trở thành mỏ vàng dữ liệu cho các công ty công nghệ. Tháng 10 năm ngoái, Amazon đã đăng ký bằng sáng chế cho một AI có khả năng phân tích giọng nói người dùng và đưa ra những phỏng đoán, từ tình trạng sức khỏe cho tới quốc tịch. Một tính năng mà chắc chắn Amazon sẽ được lợi rất nhiều. Chẳng hạn Alexa có thể nghe thấy tiếng ho của người dùng và gợi ý họ mua thuốc trị cảm cúm. Các dữ liệu âm thanh vẫn thường xuyên được gửi về các máy chủ, nhưng nguyên nhân kích hoạt chúng hiện vẫn chưa được làm rõ. Nhưng có một điều chắc chắn là các hãng công nghệ ít nhiều đều lợi dụng quyền truy cập micro của điện thoại và sử dụng chúng. Amazon từng dính vào bê bối xâm phạm riêng tư liên quan đến trợ lý ảo Alexa. Năm ngoái, một người dùng phản ánh loa thông minh Echo đã ghi âm và tự động gửi tiếng cho bạn của cô này.